Xin chào mọi người, mình là Thành. Và ngày hôm nay Thành sẽ giới thiệu với mọi người cái máy phân tích lượng tử sinh học. Có rất là nhiều cái tên, nhưng mà có thể chúng ta gọi là cái máy phân tích lượng tử sinh học, máy kiểm tra sức khỏe qua lòng bàn tay, máy phân tích sức khỏe 36 chỉ số, hoặc là máy phân tích cộng hưởng từ sinh học. Mục tiêu là sẽ là một cái công cụ để giúp cho các bạn, các anh chị em ở đây thêm một cái giải pháp để hỗ trợ chẩn đoán sức khỏe cho khách hàng. Chúng ta sẽ nắm thêm được những cái con số, chúng ta sẽ chuyên nghiệp hơn, chúng ta sẽ ra cái phác đồ để hỗ trợ cho sức khỏe khách hàng tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ theo dõi được cái sự thay đổi của khách hàng sau một tháng chúng ta cung cấp cái sản phẩm và dịch vụ. Vì chúng ta không có thể nói không không với khách hàng được. Nên là những anh chị đang làm bác sĩ này, làm dược sĩ, làm đông y, làm spa, những anh chị đang bán thực phẩm chức năng, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái sự chuyên nghiệp. Hiện tại Thành nói mọi người là chỉ có hai cái nguồn máy chính nha. Trước đây từ năm 2011 thì Thành có lấy được cái nguồn máy từ Singapore, từ Mỹ nha. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam cái máy này chưa được Bộ Y tế chấp nhận là một thiết bị y tế. Dù đã được ứng dụng trong khoa học ở Nga, ở Mỹ, ở Anh, ở Trung Quốc, ở Pháp, ở Singapore từ những đầu năm 80 đến bây giờ rồi. Nhưng mà có rất là nhiều lý do. Và có một cái lý do chính là rất là nhiều anh chị làm ngành thực phẩm chức năng, bán thực phẩm chức năng, không có hiểu sâu về cơ chế. Chúng ta nói quá nha. Chúng ta đo xong chúng ta nói thế này thế kia nha. Thì theo Thành, không thể dựa vào một cái máy này để kết luận người ta bị bệnh gì được. Thứ nhất là chúng ta phải chịu khóa học lên nha. Chúng ta phải chịu khóa học lên. Chúng ta phải dựa vào cái cách mà chúng ta thăm khám lâm sàng bằng cách là hỏi khách hàng ăn uống, vận động, tinh thần, ngủ nghỉ, sức khỏe hiện tại ra sao. Với những cái vấn đề về lặng quá thì chúng ta có thể lấy thêm cái chỉ số của bệnh viện. Và sau khi đi bệnh viện rồi, hoặc là trước khi đi bệnh viện, chúng ta sử dụng cái máy này để hỗ trợ chẩn đoán thêm, được không ạ? Nhưng nhiều anh chị là nói hay quá 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 nha. Và chúng ta có một nguồn máy của Trung Quốc thì dao động từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn một cái máy này thì trước đây thì mình cũng bán về thiết bị y tế, nhưng mà bây giờ là mình đang làm sâu và Thành với 14 năm trong tư vấn đào tạo và cung cấp sản phẩm về dinh dưỡng nha. Thì mình có một cái nguồn máy từ Đài Loan. Độ chính xác của nó so với cái máy cũ là khoảng tầm 30% nha, 30%. Và Thành khi mà mọi người mua cái này thì Thành sẽ hỗ trợ mọi người một đổi một trong vòng 25, bảo hành một đổi một trong vòng 7 ngày, bảo hành cho mọi người 25 và hỗ trợ mọi người trọn đời luôn nha. Sẽ có cái máy, thì bản chất thì nó sẽ có cái máy rồi nha. Thì cái máy này là rất là bền cả nhà nha, rất là bền và rất là chuyên nghiệp. Thì cái công nghệ đặt bàn tay này thì là công nghệ mới nhất bây giờ, là năm 2022. Có rất nhiều anh chị nói là có cái máy đo 4-5 chỉ số, nhưng mà nói người không phải đâu, nó tách thêm ra thôi. Thì cái máy này nó đo được 37 chỉ số. Vậy làm sao để biết nó có chuẩn hay không? Thì chỉ có một cách là ta đo nhiều thôi. Và anh chị lấy cái kết quả này, anh chị đi so sánh với bệnh viện. Thì Thành không có dám nói là sâu, nhưng mà ít nhất được dao động từ 80% là độ chính xác nó có thể là đến ok. Có những chỉ số nó liên quan đến 90% luôn. Anh chị chỉ cần đặt bàn tay mình lên đây thôi, tay trái cũng được, tay phải cũng được, và để chị thử nha. Thì cái sóng lượng tử của cái máy này nó sẽ cao hơn máy khác, là anh chị chưa cần đặt chạm vào cái này là nó đã đo được rồi nha. Và phần mềm của nó là 4.5.0. Chúng ta sẽ, nó chỉ cần cái dây này thôi này, anh chị cắm vào, nó sẽ ăn điện từ máy tính cây hoặc là máy tính xách tay nha, không ăn điện trực tiếp từ nguồn điện, và nó sẽ không sử dụng được cho iPad, máy tính bảng và điện thoại nha, nên là phải có máy cây. Nó sẽ chạy được hệ điều hành từ Win 7 đến Win 10 là tốt nhất nha. Còn phần mềm mới nó cũng chạy được phần mềm Win 11 rồi. Nó sẽ đo được 37 chỉ số với người trên 12 tuổi. Còn dưới 12 tuổi thì cái máy này nó đo được cả 37 chỉ số luôn. Như Thành trao đổi với nhà sản xuất thì nó cũng với cái đứa bé nha, thì mình giảm tần số xuống, đâm ra nó sẽ kiểm tra được 5 chỉ số chính nha, về vitamin, về ADHD, về khoáng chất hay về coenzyme. Nó vậy là khi anh chị mua thì Thành sẽ tặng thêm cho mọi người cái này là phần nền theo máy ở cái dây rồi này, là chuyện bình thường rồi này. Trong đó có tài liệu tiếng Anh, có cái đĩa đi theo máy. Vậy là nhiều anh chị em không có đĩa thì làm thế nào, hoặc là trong quá trình sử dụng mất đĩa thì làm như thế nào. Thành sẽ tặng thêm cho mọi người một cái USB. Trong USB này có phần mềm từ 3.9 đến 4.5 nha. Vậy là khi mọi người mất cái đĩa rồi thì mọi người có thể cắm trực tiếp cái này vào, hoặc là khi mọi người mua về cái máy của mọi người không có đĩa nha, thì mọi người cắm cái này vào nha. Vậy trong đây có phần mềm này, có cái tờ hướng dẫn ghi kiểm tra sức khỏe, trong đây Thành tặng luôn mọi người file mềm trong đây, và trong đây có luôn cái 50 cái file về sức khỏe để anh chị có thể đọc thêm. Vậy là có thêm cái USB cho mọi người này, có cái tờ hướng dẫn này, và nó cũng có một cái USB của máy. USB này là USB token nha, để mở cái máy.
Vậy là khi mọi người cài xong cái này rồi thì mọi người sẽ rút ra và mọi người phải cắm cái máy này vào, cắm USB này và mọi người mới mở ra được nha. Và cái này là 1 triệu lận nha, đừng để mất cái này nha. Và có nhiều người hỏi Thành là cái máy này có thể sử dụng cho nhiều máy tính được không? Sử dụng thoải mái, bao nhiêu máy tính cũng dùng được cả nhà nha, bao nhiêu máy tính cũng dùng được, nhưng mà đừng cắm nhiều quá, nó sẽ bị virus nha, bị virus, tốt nhất là như vậy. Và cái máy này nó khác với máy khác là gì? Anh chị chỉ đặt bàn tay của mình lên nó mới cảm nhận được là đo được. Với những cái máy thế hệ cũ hoặc là fake hoặc là của Trung Quốc là anh chị đặt cái giấy lên, anh chị đặt cái điện thoại lên, đặt cái gì lên nó cũng đo được. Nhưng riêng máy loại 1 là anh chị phải đặt tay của mình lên nó mới đo được. Đúng không ạ? Ngoài ra Thành sẽ tặng thêm cho mọi người một cái quyển tài liệu hướng dẫn 37 chỉ số cực kỳ chi tiết. Ví dụ, hệ thống miễn dịch thì chỉ số hạt bạch huyết là gì? Cao ra sao, thấp như thế nào? Thì với hơn 15 kinh nghiệm thì Thành đã làm ra quyển tài liệu này rồi. Vậy là đọc quyển tài liệu này anh chị em mua đã phải là 149.000. Cái USB này là anh chị em mua đã phải từ gì? 200 đến 500 ngàn rồi mà Thành đang hỗ trợ. Vậy với một cái máy chỉ 4 triệu rưỡi, anh chị nhận được rất là nhiều. Và ngoài ra anh chị được tham gia các câu lạc bộ dinh dưỡng của Thành, học trọn đời tất cả về dinh dưỡng. Thì đó là tất cả các thứ về máy lượng tử sinh học loại mới nhất. Và mọi người có thể xem những cái video Thành phân tích hướng dẫn cài đặt. Và nếu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Thành. Và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.